thoạt nhìn cứ tưởng là rắn di voi, bởi nó có màu sắc và kích thước nhìn gần giống nhau. Cách con rắn này di chuyển biết ngay là loài rắn độc, các bạn thấy đầu nó lúc nào cũng ngần cao. Nhận diện sai lầm về loài rắn là phải trả giá rất đắt. Đây là con rắn lục miệng bông, một loài rắn độc lớn nằm trong họ rắn lục. Nó cũng là một trong số ít loài rắn lục sống bán thủy sinh trên thế giới. Loài rắn này có nguồn gốc ở Hoa Kỳ. Chúng có kích thước khá lớn, cặp răng nanh rất to, nên khi bị loài rắn này cắn, bạn sẽ vô cùng đau nhức và sưng tấy rất nhanh, có thể gây tử vong. Khi bị đe dọa, nó thường phản ứng bằng cách cuộn tròn cơ thể và nhe răng nanh. Loài rắn này bơi lội rất tốt. Chiều dài trung bình chưa đến 1 mét nhưng cân nặng lại gần 4 kg.